Hello mọi người. Hôm nay Hà Nội kinh khủng quá mọi người ạ. Chỉ trong vòng 10 phút thôi mà 454 tiếng sét đánh xuống mặt đất tại Hà Nội. Quá là dã man luôn. Thời tiết này mà đi xe máy ra ngoài đường mà trong thời tiết mưa gió, thứ nhất là ngập úng này, thứ hai là không đảm bảo được cái độ an toàn. Thì ngày hôm nay em Cường sẽ lên sóng cho mọi người. Em Cường đang có một chiếc Sportvan 2011 đăng ký lăn bánh lần đầu năm 2015 mọi người nhá. Chiếc xe này số tự động này. Đó. Và tài chính chỉ có đó 115 triệu thôi người đã sử dụng ngay chiếc xe này rồi. Thứ nhất là tránh mưa tránh nắng này, thứ hai là được bảo vệ bản thân này, thứ ba là ngồi trong ô tô thì lúc nào nó cũng thoải mái hơn là đi xe máy. Đi xe máy mọi người có thể nhìn thấy không này, phải mặc áo mưa kìa. Đó, mặc áo mưa mà còn sẽ khi mà gió to quá nó sẽ không đảm bảo được cái sự an toàn, khi mà gió nó tạt qua tạt lại ấy, thì nó sẽ làm mất cái cân bằng của mình đi. Còn nếu mà ngồi trên ô tô thì mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, điều hòa mát rượi, chi phí sửa chữa bảo dưỡng thì nó có hơn một xe máy nhưng mà nó cái độ an toàn nó cao hơn. Và đặc biệt là cái thời tiết này nhá, mà gia đình nào mà đang có bà bầu mà phải đi xe máy đi làm thì quá kinh khủng luôn. Ở số 5 Trần Vĩ của em nhá, sáng nay còn ngập đến nửa bánh xe ở những cái đoạn xung quanh, thì mọi người biết là hôm nay như thế nào đấy, mà mưa có một tí buổi sáng thôi. Việc mà mua một chiếc xe ô tô bây giờ kỳ quan trọng luôn. Nếu như mà cá nhân em có khoảng độ 115 triệu, em sẽ để chiếc xe này lại để em đi. Tại vì sao? Vì chả có một chiếc xe nào mà đáp ứng đủ nhu cầu của em như chiếc xe này. Đó là chất lượng thì được cam kết bằng văn bản nhá. Và động cơ của chiếc xe này ấy, được, bây giờ chiếc xe này đi khoảng độ 15 vạn rồi, thì động cơ chắc chắn một điều là ngài sẽ sửa chữa, bảo dưỡng. Và thứ nhất là bác chủ cũ của chiếc xe này đã bảo dưỡng sửa chữa chiếc xe Sportvan này là gần 30 tiền sửa chữa rồi. Bây giờ mọi người chỉ việc về mà đi thôi. Đó. Quá là hợp lý cho một chiếc xe hơn 100 triệu thay cho một chiếc xe máy. Đó. Mà mưa gió thì các bác có thể đi chơi như này, nhìn mọi người ở ngoài mưa, mọi người phải xuống áo mưa, còn mình thì cứ đi vi vu thôi. Đó. Theo quan điểm của em thì là nếu như mà em có 100 triệu chắc chắn em để chiếc xe này làm công vụ. Còn bây giờ hiện tại em chưa có thì em đang bán chiếc xe này với giá là 115 triệu. Các bác cứ cân đối nhá. Các bác nào mà đang có quan tâm đến dòng xe Sportvan thì có thể nhấc máy lên alo cho em. Em là Việt Cường, chuyên mua bán trao đổi những dòng ô tô cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội.